Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay rất nhiều người đang sở hữu trong gia đình mình đôi loa JBL 100 Century của Mỹ. Nhiều người than phiền rằng đã mất rất nhiều công để săn tìm đôi loa này, nhưng vẫn chưa tìm được âm ly đánh với nó để phát huy được toàn bộ cái hay của nó. Quý vị thân mến, đối với những dòng loa này, nó có cấu trúc bằng củ nam châm Alico và nó có lỗ thông hơi ở phía trên. Như vậy là tiếng bass của nó cũng không quá thiếu như nhiều người than phiền. Để khắc phục được những nhược điểm đó thì quý vị nên tìm những chiếc âm ly Luman 309V. Tốt nhất là 309V. Còn nếu không thì quý vị có thể ghép với những dòng âm ly khác của Luman sẽ cho tiếng rất là tốt. Còn nếu không thì quý vị có thể ghép nó với Marzahn 74D, 84D, vân vân. Và quý vị thân mến, hôm nay tôi ghép cấu hình này gửi cho anh Hưng ở Hải Phòng. Đôi loa này anh Hưng đã mua và tôi ghép để giới thiệu đến quý vị và các bạn để quý vị có thêm kinh nghiệm chơi những dòng loa này, để quý vị đỡ tốn kém, mất tiền, vọc vạch và mất thời gian tìm kiếm. Hôm nay tôi ghép nó với chiếc âm ly Luman 58A dòng chữ ký và hướng dẫn quý vị cách sử dụng để quý vị khai thác được triệt để những tính năng của bộ đôi này. Xin lưu ý là quý vị có thể ghép nó với 309V thì nó sẽ cho tiếng bass rất căng, tròn, tốt. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể ghép với những dòng khác của Marzahn như tôi vừa nói ở trên. Và hôm nay tôi ghép nó với âm ly này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ta giảm nó về 150 thì tiếng bass nó yếu dần đi. Đến 600 thì tiếng bass nó sẽ nặng nhất. Riêng cắt tần số chép này mình lưu ý để 1,5 là tiếng chép tốt nhất. Giảm về 6 kHz thì tiếng bass yếu dần, tiếng chép yếu dần. Và quý vị tuyệt đối không bấm nút này, nút tone này. Tone bass. Ấn vào thì nó mất sự kiểm soát của bộ âm sắc. Quý vị để nó ở luôn ở chế độ bật. Còn đây là các hiệu ứng, quý vị sẽ chỉnh theo ý thích của mình. Tôi nghĩ là với tiếng bass dữ dội như thế này thì chúng ta cũng không cần phải quá nhiều bass hơn nữa đâu. Còn nếu muốn nghe trong trẻo, quý vị nhớ giảm tiếng bass đi một chút. Đấy. Vậy là tiếng bass cân đối. Còn nút volume bass quý vị có thể tăng giảm được ý quý vị. Chiếc âm ly Luman này của tôi chưa có chủ, quý vị nào có nhu cầu hãy gọi điện cho tôi 0918 099 388. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin nhắc lại là nếu như quý vị nào đang sở hữu những dòng loa JBL 100, 100 Century mà muốn nghe có tiếng bass đậm đà thì quý vị nên ghép nó với âm ly Luman 309V. Rồi những dòng âm ly khác của Luman nếu như quý vị không kiếm được thì có thể ghép nó với 58A, 68A, 85V vân vân. Hoặc là quý vị có thể ghép nó với âm ly Marzahn 74D, 84D vân vân. Tất nhiên đây là một dòng loa cũng không kén âm ly lắm, chúng ta cũng rất dễ dàng phối ghép. Tuy nhiên nếu ghép được ra tiếng hay thì nó là một chuyện khác, còn nếu ghép để cho nó kêu lên thì rất đơn giản thôi ạ. Cho nên quý vị lưu ý đến một số âm ly mà tôi nói ở trên thì nó sẽ vừa tầm tiền mà nó cho được chất âm tốt nhất ở trong tầm đầu tư của quý vị và các bạn. Như vậy là quý vị và các bạn đã có thêm một trong những phương án phối ghép để quý vị không phải mất thời gian đi tìm những chiếc âm ly ghép cho những đôi loa này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.